tri ân của chúng tôi thì giá sẽ được trừ thẳng 300.000 vào giá bán của chiếc xe này, là còn 8.490.000. Đó, 8.490.000 vẫn viễn phí vận chuyển và vẫn đầy đủ quà tặng kia. Vâng, vẫn là thương hiệu Chevo, vẫn là thương hiệu Chevo, và đây cũng là hai mẫu xe mới mà chúng tôi vừa ra mắt tại showroom 247. Đó là hai mẫu xe dành cho phái nữ. Chúng ta có lẽ là thời gian qua chúng ta hơi thiên vị một chút cho các giới cánh mày râu, đúng không ạ? Và ngày hôm nay chúng tôi đã đưa về hai chiếc xe dành cho các chị em phụ nữ và quý cô bác anh chị phái nữ muốn tham gia vào bộ môn này. Chiếc xe này thì cũng rất đa dụng. Mặc dù có cái khung sườn cũng như là cái form dáng là giống nữ. Đó, quý vị có thể nhận ra ngay là chiếc xe này thì nó dành riêng cho phái nữ, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cơ động và lên xuống an toàn hơn những chiếc xe kia rất nhiều. Nếu quý vị các chị chân yếu tay mềm đi chiếc xe này thì rất là điệu đà, đúng không ạ? Chúng ta có thể dùng một từ rất điệu đà và thời trang. Một chiếc xe rất đẹp của Chevo, chiếc xe với cái model là Paris 6.0. Tôi sẽ quay chi tiết bởi vì mẫu này thì chưa có trên kênh YouTube của xe đạp 247. Đây là lần đầu tiên chúng tôi ra mắt cho quý vị. Đó. Mẫu Chevo Paris 6.0. Ở chiếc này thì hiện tại là có 4 màu quý vị nhé. Chúng ta có màu xanh blue này, màu xanh nước biển đậm đấy ạ. Màu vàng. Có màu xanh lá. Màu xanh lá và màu trắng. Đó, chúng ta có 4 màu nha quý vị nhé. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua một chút về cấu hình của chiếc xe này. Chiếc xe cũng được trang bị là khung sườn hợp kim nhôm, bộ chuyển tốc Shimano Tuner, 7 tốc độ, líp 7 và đĩa 1 tầng. Đùi đĩa của thương hiệu Sulen, phanh V, Pro Max, lốp Kenda 26 inch. Khung sườn thì chiếc này chỉ có một size thôi, xăm lốp là của Kenda. Và chiếc xe này thì có giá bán rất là hợp lý thưa quý vị, giá bán 5.290.000. 5.290.000 miễn phí vận chuyển trên toàn quốc cộng với quà tặng phụ kiện. Đó. Quý vị có thể thấy là những cái phần vật liệu được trang bị là cho chiếc tay nắm của chiếc xe này cũng như là phần yên. Cái yên da này thì rất giống yên da của chiếc Chevo DK Pro, chiếc xe bán rất chạy của thương hiệu xe đạp 247 trong thời gian qua. Đó. Và cái phần tay nắm cũng được giả da bò. Rất là đẹp thưa quý vị. Tôi xin lỗi, quý vị quan tâm đến mẫu Chevo Paris 6.0, vui lòng liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi sẽ tư vấn và gửi hình ảnh chi tiết cho quý vị vì đây là một mẫu xe hoàn toàn mới vừa ra mắt tại showroom của 247. Vâng, chúng ta đã đi hết hàng bên trái của chúng tôi. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta tiếp tục review sang bên tay phải của tôi. Đó. Cũng lại là những nhân vật rất quen thuộc, trong đó có một số nhân vật cũng rất mới, thưa quý vị. Đó, và ngay vị trí số 1, quý vị có nhận ra đây là anh chàng nào điển trai không ạ? Vâng, đó là mẫu Chevo DK Pro. Một mẫu xe có thể nói là một mẫu xe flagship, mẫu xe bán chạy nhất của xe đạp 247. Từ khi mà chúng tôi ra mắt thương hiệu đến thời điểm này. Có lẽ cũng là bởi vì cái giá bán cũng như là về cấu hình của nó thực sự là rất hợp lý trong phân khúc. Có lẽ tôi cũng không cần phải đi quá nhiều về cấu hình của chiếc xe này nữa. Mà với chiếc DK Pro thì tôi sẽ công khai về cái lịch ra hàng. Bởi vì hiện tại trong kho hàng của chúng tôi đã không còn một chiếc xe nào cả, chỉ còn một chiếc xe trưng bày này thôi. Và chúng tôi sẽ không bán chiếc xe này vì đây là chiếc xe trưng bày. Và tôi cũng... xin được qua cái video này thì tôi sẽ gửi cái thông báo đến khoảng đâu đó khoảng 35-36 anh chị đang đặt hàng chiếc Chevo DK Pro này rồi. Ở trong đó có rất nhiều anh chị là gần như các anh chị đã chuyển tiền đặt cọc trước cho chúng tôi. Đã chuyển tiền đặt cọc cho chúng tôi thì dự kiến là vào khoảng ngày 17-18 này, 17-18 dương lịch thì hàng cái tàu chuyến tàu chở Chevo DK Pro sẽ cập bến về đến kho của xe đạp 247 và chúng tôi sẽ ngay lập tức và cho đóng hàng để gửi hàng cho quý vị trên toàn quốc, trên mọi miền, được không ạ? Đó. Và mới mẫu DK Pro này thì chúng ta có một cái mức giá bán đặc biệt nhé thưa quý vị, đặc biệt cho mẫu DK Pro này, cũng là một cái mẫu xe mà được yêu thích nhất trong thời gian qua của khán giả của xe đạp 247. Và chúng tôi đã quyết định là tung ra một cái chương trình ưu đãi đặc biệt và tri ân đặc biệt cho quý vị.
Đó, quý vị có thể nhận ra điểm đặc biệt gì của chiếc này không ạ? Đó, với cái giá bán trước đây niêm yết trên kênh xe đạp 27 là 7.990.000 và đã được thay thế bằng một mức giá mới 7.500.000 đồng. Vẫn giữ nguyên tất cả những quà tặng phụ kiện cho quý vị, và được miễn phí vận chuyển trên toàn quốc, trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Cộng với hai chiếc xăm đến từ thương hiệu Maxxis có giá trị là 300.000. Tất cả những quà tặng đó đều được áp dụng trên chiếc Chevrolet DK Pro này với mức giá là 7.500.000, thưa quý vị. Và quý vị nào còn đang phân vân mà chưa đặt hàng được Chevrolet DK Pro này, quý vị hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi, liên hệ và đặt hàng. Bởi vì hiện tại thì cái lượng hàng sắp tới về cũng không có nhiều, số lượng cũng rất là có hạn. Phiên bản này chúng ta sẽ có 4 màu: màu đen, màu trắng sứ, màu xám kim loại và màu xanh ngọc, được không ạ? Đó. Rồi chúng ta đến với thương hiệu tiếp theo, một mẫu xe đến từ thương hiệu Spear. Đây là chiếc Spear cuối cùng, tôi nhấn mạnh đây là chiếc Spear cuối cùng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ bán với giá là 5.500.000. Trước đây thì giá của nó là 5.790.000, nhưng vì bây giờ không còn nhiều màu cho quý vị lựa chọn, chúng tôi sẽ quyết định là bán chiếc xe này với giá 5.500.000 cho quý vị nào nhanh tay nhất, được không ạ? 5.500.000 cho chiếc Spear 2021 thương hiệu Nhật Bản, được sản xuất bởi tập đoàn Animoto Seiko. Đó. Rồi đây là một người em ruột của Spear 2021. Quý vị chắc là nhận ra ba chiếc xe này đúng không ạ? Spear 7006. Đây là một mẫu xe entry level, có thể nói là mẫu xe mà có cái giá tiền hợp lý nhất tại showroom của xe đạp 2007 với mức giá chưa đến 5 triệu. 4.890.000, quý vị đã sở hữu ngay một chiếc xe đạp thương hiệu Nhật được bán tại Nhật. Đó. Thương hiệu Nhật, tiêu chuẩn Nhật. Của tập đoàn Nhật Animoto Seiko và được sản xuất, sau đó lại nhập khẩu về Nhật bán rất là nhiều, thưa quý vị. Và đây là những chiếc xe mà chúng tôi nhập được trực tiếp từ nhà máy về Việt Nam để phân phối và cung cấp cho quý vị. Đó, thì với cái mẫu Spear 7006 này, chúng ta có giá bán là 4.890.000. Quý vị không còn xa lạ gì đúng không ạ? Vẫn được miễn phí vận chuyển trên toàn quốc, quà tặng phụ kiện đầy đủ. Đó, về cấu hình thì chắc là quý vị cũng không còn xa lạ gì rồi. Hợp kim nhôm, bộ chuyển tốc Shimano Tourney, đùi đĩa Progel phanh V, kích cỡ lốp 700x28, khung sườn là một size, xăm lốp sử dụng của Kenda. Đó. Chiếc xe này chúng tôi còn đủ 3 màu, đó là màu xanh cốm này. Đấy, hay còn gọi là màu xanh green, màu xanh lá. Màu xanh da trời. Đó, hay còn gọi là xanh blue. Đó, và một cái màu rất là đẹp, thưa quý vị, đó là màu xám lông chuột hay còn gọi là màu gray đấy. Một chiếc số cái màu ở trên giống cái màu của trên những chiếc iPhone ấy, màu gray rất đẹp, thưa quý vị. Đó. Quý vị nào muốn tìm những chiếc xe trong phần phân khúc tầm giá mà loanh quanh khoảng 5 triệu thì Spear 7006 là sự lựa chọn hợp lý nhất cho quý vị. Quý vị hãy nhanh tay liên hệ đến chúng tôi để đặt hàng cho mình, được không ạ? Ở đây chúng tôi có tiếp theo, chúng ta có mẫu Modern Time Cacao, một mẫu xe dành cho các bạn quý vị nữ, dành cho các chị. Vâng, mẫu này thì có giá bán là 6.790.000 với cấu hình là hợp kim nhôm này, khung sườn Shimano, bộ chuyển tốc Shimano RevoShift 7 tốc độ, đó, phanh V, khung gióng nữ, xăm lốp sử dụng của Compact. Đó. Một chiếc xe tiếp theo, chiếc xe này tôi xin giới thiệu đến quý vị là chiếc xe này chúng tôi sẽ không bán. Trước đây thì chúng tôi có nhập về là hai chiếc, thì đã bán một chiếc rồi, và chiếc này thì chúng tôi sẽ không bán nữa. Quý vị có biết vì sao không ạ? Bởi vì cái chiếc xe này là chiếc xe giá rẻ. Trước đây thì khi mới ra mắt thị trường thì chúng tôi cũng có làm một số những mẫu xe giá rẻ theo cái nhu cầu của khách hàng. Là quý vị khách hàng có hỏi những mẫu xe trong tầm giá là từ khoảng loanh quanh khoảng 2 triệu rưỡi đến 3 triệu thì chúng tôi có nhập về để phục vụ. Nhưng sau đó thì khi mà chúng tôi đã bán được một chiếc này và một chiếc khác nữa của một thương hiệu khác thì chúng tôi đã dừng lại và không bán nữa. Lý do là cái chất lượng của nó mà chúng tôi đánh giá nó không ổn cho lắm, và chúng tôi quyết định là chiếc này chúng tôi sẽ giữ lại để làm gì, không bán nữa.
để chúng tôi làm một cái minh chứng để so sánh cho quý vị thấy được là một chiếc xe không tốt và một chiếc xe tốt nó sẽ khác nhau như thế nào. Đó, nó có một cái ví dụ rất là trực quan để quý vị khi mà vào showroom của chúng tôi thì sẽ nhìn và phân biệt được đâu là một chiếc xe không tốt và một chiếc xe tốt. Đó, đơn giản nhất và cái điểm dễ nhận biết nhất đó là cái phần củ đề. Quý vị có thấy là một cái củ đề nó được trang bị là của cái thương hiệu mà không có tên tuổi gì. Đó, nó gọi là thương hiệu Trung Quốc. Đó, CLC sang gì đó rất là khó đọc đúng không ạ? Đấy, bộ chuyển tốc, cái tay đề gạt đề trước này cũng là một cái thương hiệu gì đó mà không có tên tuổi gì cả. Chiếc này thì cũng được trang bị là khung sườn nhôm đấy. Đấy, nhưng mà thực sự là chúng tôi đã trải nghiệm mẫu xe này rồi, sự nó không ổn cho lắm và chúng tôi sẽ giữ lại thôi, không báo giá, không bán cho quý vị nhé. Đấy, quý vị có thể quan sát để chúng ta có những cái ví dụ trực quan để sau này khi đi mua xe chúng ta sẽ né những cái thương hiệu này ra, những cái dòng xe này ra, nó thực sự là không ổn cho lắm. Chúng ta có ba mẫu xe, ba chiếc xe tiếp theo mà rất quen thuộc. Thực sự là cái mẫu Louis Garner này thì chúng tôi đã hết hàng cách đây khoảng 2 tháng và vừa rồi thì nhà máy đã dừng sản xuất cái mẫu cũ và chính thức bây giờ chúng tôi đã về được cái mẫu xe mới nhất của Louis Garner. Đó, với cái model là LGSCH đã được cải tiến rất nhiều so với phiên bản trước đây. Đó, quý vị có thể thấy cái ngoại hình đã khác đi rất là nhiều. Quý vị có nhận ra cái ngoại hình khác nhiều ở chỗ điểm nào không ạ? Đó là chiếc xe này thì đã được trang bị là một cái bộ cặp chắn bùn bán nguyệt. Đấy, một cặp chắn bùn đi theo xe của hãng quý vị nhé. Một cặp chắn bùn đi theo xe của hãng luôn. Đó, của thương hiệu Louis Garner. Rất là xịn sò và cao cấp thưa quý vị. Đó, cái vật liệu của sản xuất cái chắn bùn này nó là được sản xuất bằng vật liệu nhựa cao cấp. Đó, cảm giác cho chúng ta cảm giác sờ chạm rất là cao cấp thưa quý vị. Về cái body khung sườn thì cũng gần như là không có gì thay đổi. Có cái phần gióng chéo này thì đã được tinh gọn hơn một chút, nó có cái cảm giác là nó mảnh mai hơn so với cái phiên bản trước đây, giúp cho cái chiếc xe có cái cảm quan là trông sang hơn, nó không thô, nó không còn thô như trước đây nữa. Đó, một cái xu hướng mà chúng tôi nhận thấy được trong khoảng thời gian gần đây thì các hãng xe thì đa phần là họ sẽ tinh gọn những cái phần khung sườn và không còn thô như trước đây nữa. Ở cái thập niên khoảng từ 2011 đến khoảng 2020, chúng tôi nhận thấy là các cái hãng xe ở thời điểm đó thì đa phần là sản xuất những cái xe có khung sườn là to và hình khối cứng vững. Nhưng mà từ khoảng năm 2021 trở về đây thì một xu hướng chung của tất cả các hãng xe là đều đã tinh gọn những cái phần khung sườn ở gióng ngang cũng như là gióng chéo đi rất là nhiều. Nó giúp cho cái chiếc xe trở nên thanh thoát hơn và hiện đại hơn cũng như là sang trọng hơn. Đó, trước đây thì những chiếc xe trông rất là thô và bây giờ thì Louis Garner cũng đã bắt kịp cái xu hướng đó và họ cho ra mắt cái mẫu LGSCH, một mẫu xe bán chạy nhất của nhà Louis Garner tại thị trường Việt Nam. Rồi, cái điểm cải tiến tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị đó là bộ đùi đĩa đến từ thương hiệu Shimano. Đó, quý vị có nhận ra không ạ? Với những chiếc xe Louis Garner trước đây thì bộ đùi đĩa này được trang bị là bộ đùi đĩa của thương hiệu Progel Đài Loan, đúng không ạ? Đó, quý vị nào đã từng xem những clip trên kênh của xe đạp 27 thì chắc chắn là nhận ra ngay. Đó, thì hiện tại với những phiên bản mới nhất đời 2023 vừa rồi ra mắt thì đã được trang bị là bộ đùi đĩa của Shimano với cái phiên bản là FCTX 301, tôi không nhầm, FCTX 301 chính xác. Đó, đây chúng ta sẽ cùng xem lại một lượt về cấu hình của chiếc Louis Garner đời mới nhất. Đó, khung thì tất nhiên là vẫn là hợp kim nhôm rồi, bộ chuyển tốc thì cũng không có gì thay đổi, Antut M315 3x8 tốc độ, bộ đùi đĩa của Shimano TI 301, phanh của Techo kích cỡ lốp 700x32C. Đó, khung sườn thì có hai size 46 và 48. Xăm lốp sử dụng của CST và giá bán không có gì thay đổi thưa quý vị, giá bán vẫn được giữ nguyên so với phiên bản trước đây, 6.790.000. Và chúng ta có 3 phiên bản màu chủ đạo, đó là màu trắng ngọc trai thưa quý vị, màu trắng ngọc trai
Đó. Cái này thì có lẽ là phải ra ngoài bên ngoài trời có đủ ánh sáng thì chúng ta mới nhận ra được cái ánh kim của nó. Đó, màu tiếp theo là màu xanh navy, một màu rất là đặc trưng của thương hiệu của nhà Louis, một cái màu mà không thể làm nhái được, thưa quý vị. Và màu cuối cùng là màu đen. Ở Louis Vuitton luôn luôn chỉ có 3 màu chủ đạo này thôi, họ chưa bao giờ thay đổi về những cái mã màu này cả. Đó, có chăng chỉ là thay đổi về ngoại hình, về form dáng và cấu hình thôi, còn về cái màu sắc thì từ trước đến nay tôi thấy là Louis Vuitton luôn luôn giữ 3 cái mã màu chủ đạo này của mình. Đó. À, tôi nhấn mạnh lại là chiếc xe Louis Vuitton LSCH phiên bản mới nhất đời 2023 vẫn được bán với mức giá là 6.790.000, miễn phí vận chuyển trên toàn quốc, trên toàn lãnh thổ Việt Nam, cộng với quà tặng phụ kiện 7 món đi kèm. À, tôi xin lỗi là 8 món, bởi vì với Louis thì sẽ không có chân chống theo xe. Tôi sẽ tặng kèm cho quý vị 8 món phụ kiện bao gồm là đèn trước, đèn sau, cộng bình, bình nước, một chai dầu cha xích, một bộ lục giác và một cặp chắn bùn. Cộng với hai chiếc xăm nhân dịp tri ân đặc biệt ra mắt và sinh nhật xe đạp 27. Nếu quý vị không nhận hai chiếc xăm đó thì sẽ được trừ thẳng 300.000 vào giá bán của chiếc xe này. Quý vị nhớ cho tôi nhé, quý vị nhớ nhé. Nếu không nhận hai chiếc xăm khuyến mãi thì sẽ được trừ thẳng là 300.000 vào giá bán. Rồi, như vậy là chúng ta đã cùng nhau view lại một lượt nữa tất cả những cái mẫu xe đang có mặt tại xe đạp 247. Tất nhiên là còn rất nhiều phiên bản khác nữa, nhưng chúng tôi sẽ tạm thời là giới thiệu đến quý vị các bạn những cái mẫu xe mà chủ đạo thôi. Quý vị cũng thấy ấy, là hôm nay là cũng là 15 tháng 8 rồi. Chúng ta đã thời tiết cũng đã bắt đầu chuyển dần sang có một cái hơi gì đó, chúng ta cảm nhận được hơi thở của mùa thu rồi đúng không ạ? Đó, thời tiết thì cũng đã mát mẻ hơn rất là nhiều, đã chiều lòng người hơn rất là nhiều rồi, và đây là một cái thời tiết mà tôi nghĩ là những biker, những người đam mê xe đạp thích nhất trong một năm. Một cái thời tiết rất là phù hợp, rất thích hợp để chúng ta đạp xe và hít thở những cái bầu không khí trong lành đó. Và quý vị nào còn chưa sở hữu cho những chiếc xe thể thao tốt thì hãy sớm và liên hệ, nhanh tay liên hệ đến xe đạp 27 để tìm cho mình những chiếc xe phù hợp nhất. Và trước khi kết thúc clip ngày hôm nay, chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa về cái chương trình tri ân đặc biệt của xe đạp 247 nhân dịp mà chúng tôi thành lập công ty và ra mắt thương hiệu xe đạp 247. Thì chúng tôi nhắc lại là tất cả những cái chiếc xe đạp quý vị mua tại hệ thống xe đạp 247 từ khi chúng tôi ra mắt clip này cho đến khi có thông báo mới, tất cả sẽ đều được áp dụng chương trình quà tặng ưu đãi đặc biệt. Đó là ngoài những cái quà tặng mà trước đây chúng tôi vẫn tặng cho quý vị, chúng tôi sẽ tặng thêm cho quý vị là hai chiếc xăm xe đạp cao cấp đến từ thương hiệu Maxxis trị giá là 300.000, và nếu quý vị không nhận hai chiếc xăm này, quý vị sẽ được trừ thẳng vào giá là 300.000 trên một xe bất kỳ quý vị nhé. Đó. Vâng, xin chào và cảm ơn quý vị, các bạn đã luôn luôn theo dõi và đồng hành cùng thương hiệu xe đạp 247. Chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe và tham gia thể dục thể thao an toàn. Cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều đã theo dõi chương trình đến thời điểm này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.